xúc bẹt. Super Earth. Wow. Our home. Prosperity. Ui, nhà nào nhìn giống nhà nào kìa. Hi there. Democracy. Ôi đùi. Công nghiệp. Democracy. Ô, cái xe nó giống kiểu xe máy. Thấy chưa? Nếu mày đã xem Starship Troopers, mấy cảnh này mình quen lắm luôn. Vãi cả Bill. Tư cả. Ủa, ngày xưa anh đậu xem không xem phim mấy con bọ nè. Hình như là có xem rồi nhưng ta để biết tên rồi. Nó đéo xem, nó đang giả bộ, đang quên, đang chấp nhận là tao có xem rồi. Tao biết rồi, tao biết phim này rồi. Mày biết phải nói sơ sơ cái gì xảy ra đi. Đấy, có con quái vật xong rồi loài người phải hợp tác với nhau để đánh lại mấy con quái vật đấy. Nào, mẹ sai đéo đâu. Cảnh rất nóng. Chúng nào cũng sẽ có một cái cảnh nóng trong đang cảnh nóng thì có một khi là à. À, rồi nhớ. Ngày xưa hay chiếu trên phim cuối tuần. Starship Trooper. Nghĩ chắc ai cũng xem rồi. Đúng. Xem rồi mà không biết tên. Nó kiểu là đi ra chiến tranh rất là vui, xong lúc chết thì rất là nhạt tuyệt. Yes. Cái kết nhạt tuyệt rồi. Nhưng mà anh em đang xem hết rồi nhưng mà đổ chưa xem, đang giả bộ để chung với anh em thôi. À, biết luôn. Rồi. Phim này lên hành tinh bọ xong rồi bắn nhau đúng không? Rồi cái gì xảy ra nữa? Chơi đi Hiếu, tập trung mà đi. Yeah, con bọ chúa nhìn như nào dễ nhọn dễ nói lắm luôn. Nó giống con bọ bình thường nhưng nó to hơn thôi. Mẹ đéo đúng luôn, thấy mày đéo xem phim này rồi. Chắc là chị Cao Bằng chưa chiếu đến tập đấy, hiểu không? Con bọ chúa nó rất béo. Rất là tròn. Bắt bài luôn đi. Giờ tao tô đều đã nhá. Hello, WC. Mày Hiếu trông đỉnh rồi, tao thấy có đá đâu Hiếu. Qua đây, lấy đồ. Trông phèn vậy. Trông phèn quá lên. Ăn mua bài chiều tư khác anh ơi. Chiều tư. Hay là mua bài chiều tư nhờ. Amori là súng à? Amori súng, mình chưa có súng đâu. Mình chưa có súng đâu anh ơi, mình phải đi mua. Đâu quần áo ở đâu? Đủ má. Character. Phải bắn nhiều á nè. Thắng bại tại bắn nhiều. Ồ, nhưng mà có cũng có đổi đồ một ít đấy. Title. Cái này ớ, quần áo đâu? Armory nào thầy ơi. Armory. Ôi, bộ đầu rồi. Bộ đầu anh ơi, đó. Ôi, đít mẹ à. Hiếu ơi, mày pick một thằng quân đi, tao pick thằng Ben. Mày pick thằng 7 nhá. Mày bây giờ mày đéo đứa nào biết chơi cả. Hai tướng. Bọn tao là tướng, chúng mày là quân, nhìn lại đi. Ôi trời ơi. Trong tướng quân thì thiếu kinh nghiệm chiến đấu lắm. Mày, theo tôi. Ok, Captain. Where we go? Tiểu tốt luôn Ben, theo ta. Thế thì bọn mình tấn công nè. Chờ tí, cái này thì chưa rõ lắm nè. Hop. Mình phải đi làm nhiệm vụ ở Liberate Truth. Truth là ở đâu ta? Truth ở đâu nhỉ? Trong nó to phải lên vậy. Ừ, trong thế giới vậy. Là mấy cái bên phải anh ơi, bên phải là bỏ, bên trái là kiểu như robot. Ừ, nhưng mà Truth là ở đâu ta? Nivelle, Hellmire. Chiều hành tinh đấy. Shun Zagon Prime, chờ tí đang tìm Truth ở đâu nè. Bên phải bỏ hơn nè. Ôi, chi chít luôn à. Tức là cái map này là map chung luôn hả? Ừ, map cả thế giới luôn đấy. Cả nguyên server luôn hả? Đúng rồi. Ôi. À, xong rồi mình bắn là mình sẽ góp 1% vô cái... Ai, bọn mình thử cái này trước đi. Mình đúng rồi, mình phải giải phóng chứ. Bao nhiêu phần trăm đó thôi. Hấp dẫn vậy. Mình phải chơi lên. Khó nhất thì ơi, đừng nghĩ gì. Please. Ừ, đi vô nè. Ở dưới độ khó kìa. Độ khó kìa Hiếu. Ủa ma, mày có làm được đội trưởng không vậy?
không không làm được đi mà sao mày chuyện gì rồi anh không quan anh có đổi có thì mày đéo biết mà mình đổi à, mày đổi ngay giữa màn hình to vãi cứt ra vậy tí mày làm đội trưởng đi medium đấy cho căng thẳng gì chơi dễ lắm để chơi easy chán vãi cứt rồi nhưng mà căng thẳng lắm trời nhưng mà đổi như nào đổ, nhưng mà đổi như nào hạt trở lên á là bắt đầu nó mới hay nhiều cái hay lắm nhưng mà đổi nó như nào ấn e ấn e anh ấn vô nhiệm vụ xong ấn e qua ui nạp tiền như thế nào vậy gai ui 500 ngàn được 2.001 ấn e còn chắc là vậy là anh chưa unlock được chế độ thôi chơi một trận easy đã xong rồi nó man lock cho đúng rồi chơi biết gì cứ bấm bấm mình làm đéo về đây tìm mà đang tìm cách vô bay enter đi heliport đây này được rồi ok xong ra đây heliport vô heliport đầu phía đầu đủ tao đi trước đây đợi lâu quá mẹ tao đi luôn em đi giải cứu thế giới em nạp tiền cái đã thôi chọn location hả nạp tiền đâu cái này như là toàn cày không ơi. Rớt đi anh em ơi, rớt đi. Vô dưới nào đúng má, bấm em lại đi ra rồi. À em vô đây. Lại đi ra. Ok alo, tao mà. Tất cả phải vô Hellbot rồi nó mới nhận nhiệm vụ. Hoặc là trong 10 giây nó sẽ nhận sau. Đúng rồi, vô đi. Bên chỗ rớt xuống này. Cái đại tướng. Đây rồi, anh em mình rớt rồi. Ôi, chuẩn bị đồ kìa, ready kìa. Lấy skill đi. Để tôi đi chứ. Skill vô. Lấy supply đi, còn một người lấy supply. Ủa sao đéo bấm lót ao được? Ê đã sao đéo nó chặn? Ready up. Lạnh sao lại đéo được chọn? Ủa anh bị lag được rồi đúng không? Cho em đổi đại tướng được không? Anh độ đang bị lag nè. Anh độ em bị lag thì sao? Sao bị sao ấy? Game thì sao anh được rồi? Mày lag game mẹ đó rồi. Anh độ đứng xem không mà. Bịt mẹ mà sao tao lại chơi mày nhở hiếu nhở? Bịt mẹ chẳng có đứa nào có vấn đề trừ mày luôn ấy. Thật. Tao đơ mẹ rồi hiếu ơi. Thoát ra đi. Chúng mày có thấy tao chạy không? Có thấy tao chạy đúng không? Thấy mày. Từ tao phải vào đúng cái ô của tao cơ ở đây, ô này này. Ok, mày xem nó hiện lên không? Anh đang... Trời, cho em đổi đại tướng ơi. Đó rồi, mọi người vào. Vào chung luôn. Đại tướng của em trông ngon lắm anh ơi. Được rồi. Đấy, được rồi. Đấy, bây giờ mới được. Ok, đó. Còn 2 cái rồi. Mình vẫn thế, mình đã có gì đéo đâu. Đúng rồi. Ra đi. Ready đi. Ra đi. Anh chọn ready. Skill kìa, anh chọn skill kìa. Skill đi. Skill kìa ơi. Cứ chọn đá cái ở đây, đá kêu à. Nhanh lên Hiếu ơi. Thế thật thả được. Ủa. Nhanh Hiếu ơi. Anh nhìn... Bắn đi à? Xên vãi. Ôi mẹ, 4 cục kích rớt. Wow. Ui, tao là cục đầu tiên đấy, tao là chỉ huy đấy. Hình như là mình không rớt tận nhau à. Nào. Ui bay được này Hiếu. Đủ. Đổ máu rồi. Như nào mà sao ok gì? Shit. Mình phải giết bọn nó à? À nhiệm vụ là bắt mình phải giết 200 con bọ. Anh ơi. Giết 200 con bọ. Giết là xong rồi. Supply trước đã, supply trước đi. Nhiệm vụ là bên phải, mọi người nhìn bên phải là thấy. Encounter. Mọi người gọi đừng có gọi resupply rồi gọi súng à, resupply lúc nào hết đạn mình. Machine gun đang xuống. Ê bọt tới em ơi. Đem. Tiểu tốt anh ơi. Đâu rồi, tướng của em chạy đi đâu rồi anh ơi. Từ, chặt đồ đá. Đồ đéo gì đây, đạn à? Lúc vậy. Nó đâu, à đúng rồi đạn anh ơi. Ui nó gài đạn theo băng anh ơi, phải bắn hết đạn. Ừ, bắn hết đạn nha, không phí đó. Không là phí đó. Đi ra, mu. Tìm, mình phải giết mẹ bao nhiêu con, 200 con thôi. 200 con à? Mà sợ thế. Ok, hướng nghe. Ok, đang sau lưng mình nữa. Ui. Có. Một em là đánh gần mình á. Find the hole. Đã quá. Trời tí, cái này là easy, mình cái này dễ quá nhỉ, mình phải chơi bắn tao đây. Ủa mời. Anh muốn chơi em unlock level 9 rồi. Em xin lỗi. Ừ, chính là ngọt rồi, anh phải chơi từ từ lên đó. Anh lock từ từ lên mới hay. Không, mình chơi hot ngay. Đi tiếp đi mọi người, đi tiếp đi. Muốn cũng được. I got you. Trong này. Đây là gì đây?
Không biết. Ê, ta bị đỏ ngực là ta bị đau à? Bên kia. Em mới chích cái gì anh rồi. Không, ấy là nó chảy máu từ từ á. Anh phải chích vô, ấn V chích vô. Tao chích vậy. Sao bấm V làm chích được? Tại anh tự chích, ai chích cho anh rồi á. Ai chích cho anh rồi. Chắc em chích á. Mày đừng chăm tao quá để tao tự chích được không? Hôm nay em thấy hiện bấm E, em mới chỉ bấm thử. Này bên kia, bên xa kìa, ngoài xa kìa. Cứu em ơi! Kệ mẹ mày. Cứu em, đau quá. Chết rồi bên ơi. Bên hả? Ủa mày nhảy không đấy làm gì anh em, nó bắn thế là chuẩn. Ừ, chứ đây mà. Đang ổn mà. Ây à. Ôi đi mẹ, nó mọc lỗ đít ra kìa. Hai đạn cái đám. Ủa xem số đạn mình ở đâu vậy? Chết mẹ đạn ơi. Trái băng mày ơi. Nhưng mà nó dính theo băng ấy. Theo tính theo số viên đó. Ôi resupply đâu rồi, chết vậy, hết đạn rồi. Súng. Nhưng mà súng chân này số mấy vậy? Số 3. Bộ số 3. Ai là mày kìa. Rồi, mày nhìn thấy tao không? Không. Nhìn nè. I miss you. Sao mày lại có súng to rồi? Rồi xuống anh ơi. Rồi xuống rồi. Khi mà 24 xuống. Từ bắn hết đạn này đã, tiết kiệm. Diễn nữa chứ. Má, cẩn thận nha, cẩn thận man. Hết đạn rồi. Còn 82 à. Mà hết đạn rồi, đứa nào dùng resupply sớm quá. Để quăng lại lấy đạn. Mọi người bắn hết đạn rồi, mọi người thay á, mọi người bắn một nửa mà thay là nó mất luôn hộp đạn đó, nó không lấy. Ôi chết mà. Mẹ lấy một băng này. Ờ súng này bắn đã nè. Cover me. Cầm khẩu machine gun bắn thử đi. Clear. Ừ nãy tutorial bắn rồi đấy. Từ bắn hết đạn đó. Ủa mình đứng ở đây bắn thôi à, nhạt vậy. Cái này đang là cái quét nó dễ quá. Đấy là easy. Một cái campaign nó sẽ có ba map cho anh chơi á. Là mỗi map nó sẽ có nhiệm vụ. Má này nhiệm vụ có mỗi bắn không nên chưa có làm gì đấy. Cái này là nhiệm vụ easy mà. Nhiệm vụ dễ nhất rồi. Đây là giống như là bèm sau bèm. Tutorial. Ê lấy. Mấy nhiệm vụ này mà bên bắn mấy con robot á mới căng. Nó sẽ tăng cái thứ rồi đồ. Ồ, đi có virus gì nè. Đi anh em mình cứ đi thôi mà sợ gì anh em mình khỏe như thế. À mình phải lấy mấy cái này về để lấy điểm. Lút đồ đó. Đi đồ để lút. Upgrade cái tàu mình. Upgrade tàu. Lút. À phải lút tới nó có 14 cái kìa. À, đâu có gì ơi. Lút mấy cái sample nó. Ôi nó đến gần quá. Đi tìm mấy đồ lút nào. Nó upgrade đồ. Ồ. 142 nữa vậy còn tí xíu nè. Thằng nào cứ bắn tao nhỉ? Nó không phải là tao. Ủa em nha. Ủa em luôn nha. Đứng rất xa. Đứng xa lắm đó nha. Mẹ thằng Hiếu bắn yếu vậy. Thì nó bắn yếu tao giết hết rồi. Đâu có yếu. Sao nổ nhà được nhờ? Thằng nào gọi bom à, thả em bom. Gọi, em gọi bom ấy. Ủa mấy cái này. Mấy nhà nó phá hủy được. Cái này gọi có tốn gì vậy bom? Cái gì? Cái này là cái gì? Mấy cái control này. Không. Anh nhìn anh xem. Anh xem trailer có nhiều con lắm mà bom. Con gì? À, ý là cấp thấp thì anh chỉ gặp mấy con này thôi. Bắt đầu cấp cao là anh chưa. Sẽ gặp mấy con che chở bắn lâu lắm, bắn gì đâu, bắn boss vậy. Má. Không súng anh giết hoặc là anh gọi cái mấy cái súng loại nặng lên mới giết mà được. Thì tí mình chơi hot. Hết cái này mình chơi hot luôn nhỉ. Mấy mày nói mày cơ bản thôi. Hết cái này anh em mình bắt hot luôn, chơi khó từ đầu cho nó quen. Anh muốn không, em level 9 rồi nè, level cuối luôn rồi. Thôi. Thế đéo ai chơi với mày. Không biết là level cuối của cái màn cho anh thử nghiệm thôi. Thử nghiệm không, cái màn thôi. Tao chơi lên từ từ.
Thì cũng đỡ. Nên từ từ hai con vô. Ôi cái này. Ôi nhảy xuống nằm bắn liền này. À cái này mỗi lần nó khác á, nhiệm vụ nó nhiều nhiệm vụ khác nhau. À bắn tôi vậy, bắn tôi vậy, bắn tôi vậy. Nó là bắn tôi. Này mình nằm đây bắn đi. Đi đây. Chuẩn bị xong hai con nữa là mình xong. Đó, cái này một mình con mình mọi người. Mày có biết đếm không nhiêu? 198. 199 đủ má. Bây giờ mới 199. Ủa, khác nhau à? Xong rồi. Bây giờ extraction, bây giờ kêu còi. Kêu gọi máy bay xuống để attack. Bấm tab đi, mặc đồ. Đâu, máy bay ở đâu? Tab lên. Đây. Đó, đây chỗ này nè. Anh gọi lên đó. Gọi đi. À, gọi máy bay cứu đi. Đây, vẫn bắn nhau nha các bạn. Bắn tôi vậy. Cho anh đồ gọi thử kìa. Máy bay tới nè. Rồi, lên máy bay. Ok. Trời, đốt cháy lên. Từ từ vô. Ok, ba mẹ thôi. Gọi 7 xuống, mọi người gọi 7 xuống cho 7 nhận điểm nữa. Bấm nút nào xuống. Không, chỉ có người ở ngoài thôi, gọi reinforce xuống. Mà mày nghe. Thả đó, đúng rồi, đợi 7 lên đã. Ủa, thôi hết thời gian kìa, lên đi. Rồi sao? Xong. Mà bởi vì vậy mất hai người. Những người nào không lên được máy bay là mất hết chiếc sample á. Ui, công nhận anh em mình ham sống sợ chết hả cái đồ à. Không, tao lên rồi đéo cancel được. Đúng rồi, nó phải có nút cancel chứ nhở. Không có, lên rồi là lên luôn. Nhưng mà ham sống sợ chết thì là tốt á nè. Là cái kiểu này cũng sẽ có nhiều thằng là swat chúng mình, nó sẽ có thể giết mình để mà nó mất hết sample á. Mình lấy của nó mình lên. Rồi kết hợp. Mà có mấy thằng đó là phản bội á. Mình chơi với 7 làm gì nhỉ? Mất hết kinh nghiệm. Mất hết mẹ luôn. Ê, level sẽ được cái gì hả chúng mày? Súng xếp này nó. Lên level anh unlock được súng. Đây là đồ mình đang có đồ basic mà. Nhưng mà để bật hot đi mà anh em mình chơi easy kiểu gì. Đúng, chơi nhà chán quá. Đúng rồi. Ông em unlock được hết level màn nè. Nhưng mà mình chơi được hot ngay từ đầu mà đúng không? Người được. Không, anh phải unlock được tự. Anh phải giải phóng được hết một map á. Thì nó mới unlock cho anh một chế độ. Return to ship à? Cứ gài cái bài này. Đây là difficulty unlock nè. Medium, được chơi medium mới. Chơi medium mới. Cứ một lần là nó... Đây được chơi medium luôn rồi. Chưa thấy cái súng gì xịn nha. Vô check map anh ơi. Vô check map à. Em đang bộ hơi vui. Đây bây giờ. Em thấy medium rồi đó. Medium rồi đó. Medium vẫn không dễ. Phải lên hạt. Đây được rồi, đây được. À đâu nhưng mà nó kêu cơm. À nhưng mình phải chơi một mình và chơi một cái medium nó mới tính. Ủa nhưng mà có quái mạnh hơn anh ơi. Từ từ, bây giờ mình xong cái easy rồi, mình chơi được medium rồi đúng không? Đúng rồi. Thì bây giờ mình chơi medium đi vào là nhiệm vụ nó sẽ khác đấy. Đúng rồi. Từ đã. Quái thử robot cho nào hiểu. Robot à? Anh ấn R lên đồ. Từ từ đợi tao tí. Ủa thấy một cái medium nữa được khác rồi. Cái đó mở. Là mỗi lần trận là nó cho anh cái medal vậy không? Bên phải là cái hai điểm kìa. Rồi đó, anh ấn vô cái trang này. Là nó mỗi lần có điểm anh sẽ unlock từ, nó sẽ unlock thêm trang mới. Giống như battle pass vậy nhưng mà anh phải cày. Ui. Đâu là xem coi. 4 huy chương là đi mẹ đưa một khẩu súng này à? Dạ đúng rồi. Còn cái này là quần áo thôi chứ đéo có tác dụng gì đâu đúng không? Em hiểu rồi. Tức là một cái hành tinh nó sẽ có nhiều cái quét. Cái mũ với lại cái khăn choàng là đồ thôi, còn cái giáp á là nó có mấy loại giáp lận. Giáp heavy, giáp light, giáp medium nó sẽ có mỗi chức năng khác nhau. À rồi, nhìn hiểu rồi. Còn anh nhận nhiệm vụ là anh nhận đải một cái trên bản đồ hay sao? Đúng rồi, anh nhận một cái trên bản đồ á. Hiểu đéo hiểu cái gì cả thề. Đấy anh chọn đi, anh chọn cái số 3 đi. Rồi. Rồi mình chọn chỗ mình rớt xuống á. Ở đâu chọn cái khu vực nhiệm vụ á.
Đó, anh chọn nó. Ui, chọn này. Nhiều Wii Mate ông Autumn Hook này. Nghe giống boss lắm. Ok, Ultimate Hook nha. Đó. Ê, nhưng mà làm thì anh phải liberate hết một cái campaign đó nha. Là có ba, nó ba checkpoint đó, anh phải làm hết. Phải làm hết 3 checkpoint nữa hả? Ừ, đó là cái giống như cái map này nó sẽ có 2 checkpoint đó. Anh phải làm hết 2 cái đó. Teleport, teleport. Anh làm hết 2 cái đó là anh giải phóng được. Ê, sao mày không vô cái của mày lấy của tao? Ủa, tao vào đúng cái của tao rồi mà. Đâu, cái của mày bên chạm bên phải mà. Mày bị sao ấy Hiếu? Ui, bọn mình rớt bên kia kìa, rớt bên kia kìa. Ở đó là mình đừng rớt vô con boss thì phải rớt ngoài. Rớt ở đâu, rớt ở đâu. Zone ở bên đây, đây là nơi thoát, còn mình phải rớt ở... Mình phải rớt bên bên chỗ kia kìa, để giết con boss. Ủa, cái dâu xanh kìa. Chỗ mới ra, rớt thôi. Đúng rồi, rớt phía nhiệm vụ phụ chứ. Chọn cái kia đi, chọn đồ này. Này mà rớt sai là mày đi một mình á. Vậy sẽ có những nhiệm vụ mà kiểu mình chia, mình rớt hai bên. Không, tất cả rớt một mình. Bom. Cho anh đổ đi một mình đi, anh đổ yếu lắm. Mẹ điểm chắc là chơi cũng hơi nhạt nhỉ? Dạ. Tao nghĩ phải lên hot. Anh kiểu tư dần dần là sau này nó khó hơn. Thì hết cái này là mình được chơi hát nè. Đúng. Là mình auto chơi hát từ đầu đến cuối nhá. Chơi nhảy hơi nhạt. Chơi nhảy ngát nãy giờ rồi đấy. Ờ các bạn ơi. Ê chết robot, robot chết mẹ. Ủa cái gì đấy? Bắn ơi. Ôi robot bắn nhả. Ôi nó bắn. Chạy đi, chạy bởi vì phải lấy súng khác. Anh thấy cái con boss đó là nó có điểm yếu anh. Mỗi con sẽ có điểm yếu. Hết mẹ nè. Điểm yếu của nó là cái gì? Dài là cái thằng lái ở sau. Vậy mình phải đi đằng sau nó. Ai đi đằng sau? Móc chết sau nó. Ai chết rồi. Sau nó đó. Ui, tướng của tôi chết rồi. Sao tao không cưỡi được? Anh không cưỡi được cái đó không phải của anh. À, chờ tí, đổ ơi, mày làm reinforce, mày cứu tao đi, reinforce ném đi. Rồi, đợi tao tí. Ôi, súng anh hiếu hả? Súng anh. Nhặt được cái gì hay lắm. Súng. Ờ, tao mới cái gì nhỉ? À, reinforce à? Đúng rồi. Reinforce. Rồi, Hiếu ơi, Hiếu yên tâm. Nhưng mà ai lấy cái machine gun của tao rồi? Đây. Đâu, cái này. I'm coming. I'm here bro. Để cho gì kìa. Đi cho đi mọi người ơi. Lút đạn tí. Thôi bình tĩnh lại đã. Rồi mà mình đẩy vô nè, bọn mình phải đẩy vô nè. Đi theo em. Ui đằng sau. Ờ đi đẩy vô chỗ này đi. Đây mình phải phá cái gì ở đây nè. Phải tìm cái automaton hook. À, tìm cái con hook á, con robot á, robot bên nó. Phải tìm con robot to à? Ờ, giết cái con robot to lại nhiệm vụ. Bây giờ nó có nhiệm vụ lẻ ở bên ngoài là anh phải phá hủy cái hướng này nè. Chúng mày đông qua kết bên này này. Chị đang qua. Đang mở tab lên là thấy đấy. Ui. Ui đi con mà. Ngồi bằng thì bắn bằng áo mà. Ôi, nó mọc robot tầng sâu. Ai da, ăn lộn rồi. Bơm máu đi các bạn. Đi phải mấy con này phải bắn tường sau rồi. Đây anh em mình đi tìm cái con kia đi, tìm mặt đồ lên. Cách khác giết nó là quăng bom dưới chân nó cũng nổ. Đây, bên này. Anh em ơi, đi, bỏ cái đấy đi, mà mình phải không, nó đéo gì hết đâu. Ừ, nó spawn ra hoài ấy. Ừ, qua bên đây. Nó spawn ra để bảo vệ con kia. Đi, nó bên đây nè.
anh quăng quả bom vô cái nhà đó là phá hủy nhà đó được. Ok đó. Đại tướng, tôi đây, tôi đi trước đây. Đi 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 đi, chúng quay đi đi, chúng quay đi đi, chúng quay đi đi. Quăng vô cái lỗ anh, quăng vô cái lỗ. Anh cấm tử rồi, anh cấm tử rồi. Đó, anh quăng vô. Rồi né ra không chịu. Đi kêu kêu robot. Đó. Ok ok, bây giờ mình phải phá gì ở đây nè. Phá mấy cái nhà đó là được. Ôi thì con mẹ vãi luôn, con đéo nào mẹ em nhảy ra sau lưng này. Đông thế. Em bảo mình phải vô lại đấy. Đông lắm. Tao giết hai con to rồi, tao giết hai con to rồi. Từ từ đếm. Refort tao, refort tao, refort tao. Tao mới refort, tao mới refort, tao mới refort. Ê, quăng em quăng ra. Con mẹ nó cầm con dao nó bùi tao. Hiếu, refort tao hiếu. Tao mới refort, tao mới refort rồi, tao mới làm rồi. Con em ơi, anh đi, con này là bắn phá vô đầu thật. Hồ hồ đi tới đầu em, hiếu lại luôn này. Mẹ rơi cũ khẩu súng rồi. Từ 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 từ, anh em reload lại cái đi. Reforce, reforce, reforce. À đâu, phải bắn xuống lưng nó, phải bắn xuống lưng nó. Đây đây đây, tao được. Rồi, quăng chân hiếu xuống đây nè. Không, tao không được. Tao xuống rồi. Sao lại đi mà tao lại đéo được. Ôi, đi con mà. Hình như còn bên quăng được á. Tại em quăng trên đội xuống rồi. Anh Hiếu xuống rồi. À xuống rồi à? Bây giờ quăng bom, bom. Tao chết rồi. Tao bảo lùi lại bắn đánh từ từ thôi, đừng nhảy hẳn vào trong giữa thế. Từ vô đi. Ừ. Anh ơi phải bắn sau lưng nó, Đủ ma đây, khẩu súng máy sao chúng em không dùng? Hơi dễ. Đây, tao có Obito. Mà con bự lên nghĩa là phải gọi bom xuống đấy, gọi bom nó. Đây, gọi bom rồi. Mày giữ nó đấy, đây rồi. Chết mẹ mày đi, Hay. Hay. Con bự bự đó nó cũng có một điểm yếu sau lưng đó. Về luôn anh ơi, qua chế độ khó nhất luôn. Giờ thì không bây giờ. Ôi chết mẹ bị bắn ấy. Anh em ơi, tìm chỗ thoát, phải chạy ra chỗ thoát. Đây hướng em nè, hướng của em nè. Hướng S vậy, hướng S đấy. Đâu, hướng S, hướng nào? Cái map nó có cái bốn cái hình kia, nó kịch bình đấy. Extraction point đâu? Đó là cái tấm lên cái trái dưới này. Oh my god, đúng rồi, phải đi theo bảy các bạn ơi, đi theo bảy. Ôi cái gì nổ vậy? Không sao đâu, tao bé chết rồi, chúng em đi. Em làm đôi rồi, cứu em đi. Cứu em có hai con. Không, chị Thanh Ngọc ơi, chết anh ơi. Hai chết mẹ. Chờ tí em ơi. Em à. Trời ơi, đại tướng tôi bỏ bán chậm quá. Đây gọi cứu rồi, Ben rồi, cứu Ben rồi. Ây da. Ui mẹ, thằng nào bắn tao vậy? Không phải tao. Đây, em xuống rồi, đi về. Phải bắn từ mới đi nổi ấy mọi người. Đi nào. Em cover cho. Nó là hướng này, SW á. Ai địch mẹ, đừng bắn tao nữa. Không, nó bắn con sau lưng này. Đi SW, đi anh em ơi. Đi, đúng rồi. À mọi người, em thấy nút scope này nè, trục giữa là scope ấy. Ừ ha. Trời ơi, phát hiện ra rồi. Á! Chap. Con này là cực kỳ thiếu kinh nghiệm này. Khó súng. Đâu? Lút mới. Khó súng thì mở. Chạy đi Hiếu ơi! Mấy người kia tham súng rồi! Chạy đi! Hơi dễ. Má, khẩu đằng sau hết đạn rồi! Dưới đây nè. À mấy cái cây kìa, máy bay bên phải mà máy bay của nó. Ô đủ, đi phải đi qua tao, đi theo tao. Máy bay của nó, tao chạy trước đây, đi theo tao. Ở cái máy bay lên thì của mình đấy, máy bay có cái chấm sáng ấy. Ôi anh nào bị vô hết kìa, mình phải chạy, mình phải chọn qua chứ cái chỗ chấm mà.
Đáp lên nó là qua sông, nó bên kia sông. Ở chỗ đi qua sông kiểu gì? Hiếu ơi, mày sai ở đâu rồi Hiếu ơi? Cái đúng rồi. Má. Đúng mà. Đúng mà. Bấm ALT để bơi kìa. Anh ơi, cái cầu ở trên anh ơi. Ok. Cầu ở đâu? Cái cầu ở trên bản đồ kìa. Nó có đường qua kìa. Phải đi có đường qua trên. Đi đường vòng qua Hiếu ơi. Trời ơi. Hết đạn rồi nhá. Để tab zoom map rồi. Alo mặc trên kênh xuống đi, alo mặc trên kênh xuống đi. Đấy nè, tao cõi được resupply nè, lấy không? Mình resupply cái nữa đi, ứng rồi. Nè, resupply nè nhá. Ôi, bắn đi. Cứu tao mình. Chết rồi. Trời ơi, quay lại mọi người. Tao có rồi, tao cứu mày rồi. Ủa, đông mày, đông quá, mày đông lắm. Đông em. Trời ơi, đông lắm. Trời ơi, trong lúc khó khăn nhất tướng tôi đâu vậy? Bạn lắm. Mẹ bắn mãi cả bill bắn. Đi, không có thời gian nói chuyện đâu, đi. Không sao, chạy đi Ben, chạy được, chạy đi Ben. Chết rồi, đi, vào ôm cua. Bịt này nữa là bắn rocket vậy? Sau lưng còn lên đây. Đi, ôm cua, các bạn ơi, ôm cua. Bạn Hiếu ơi, bên đó là... Chết mẹ rồi, hết sạch đạn rồi. Ui, trời ơi. Đường qua nè. Xuống đi. Có bảy. Quăng tôi cho quăng. Ừ, tôi xuống rồi. Ừ, sao mọi người bên đấy vậy? Bị kẹt nguyên cái Outbot bên này. Ui, đông thế. Ui. Ném lưu đạn chú ơi. Refort tao, Hiếu. Tao reinforce rồi. Mẹ bọn mày đi đâu vậy? Nè, nó bên đây sông. Ở bên đây sông nè. Đi bên phải nè. Đi ra chỗ tao với thằng Hiếu này. Đây, chạy qua này. Tạm biệt mọi người, chúc vui nha. Ủa, được có mấy cây. Ở trước mặt kìa, robot kìa. Chạy qua tới rồi. Ui, đông tới. Cố lên. Đi thôi. Đi. Lấy cái lựu đạn khổng lồ ra. Ôi, địt mẹ, đúng rồi. Chờ tí. Lấy được. Để tao. Nó là cái đéo gì? Tên là gì? Quên mẹ rồi. Orbita đúng không? Orbita. Địt mẹ quá trễ ơi. Chết con mẹ mà, chú ơi đi. Rồi. Chết mẹ mày luôn. Ủa, ba trái luôn à? Sao ba quả liền phí thế? Hủy diệt nó luôn ở đây. Ba trái nhau một cái rồi. Đi. Trời ơi, tao tưởng cái đéo gì vào ăn ạ. Refort tao. Anh này làm gì đây? Refort. Thề tao bấm tao thấy khẩu súng rồi, bảo bấm mãi đéo lấy được. Anh em đi, đoạn cuối hả, đẩy đi. Mẹ, con này to tôi. Rồi. Xin có đạn. Bắn tiếp. Ôi trời ơi. Đẹp đứa đạn đi. Trời ơi, muốn cái bay cái luôn hả? Mày cứ. Con bay. Ui, xe tăng chú ơi. Xe tăng lên. Không được. Ok. Đằng sau cũng có xe tăng. Sau lưng nó có bự. Vòng đằng sau đi. Ta đang vòng. Nhanh mẹ lên Hiếu ơi. Chết rồi. Hiếu ơi, còn con đây, Hiếu ơi. Hết con mẹ nó đạn rồi, đổ ơi, đi mẹ. Ôi, không sao, Hiếu ơi. Anh ơi, phải vượt qua vòng quay này mới đi được, Cái xe tăng rồi, đi thẳng, Ờ,
Rồi, trời ơi, tao nhảy như ngu rồi, tao nhảy ngu rồi. Tìm, không mẹ. Ôi, chị bắn. Ui, sao đông lắm chú mày ơi. Đi. Phải đi thẳng á, phải đi thẳng á. Chạy, ui, thì mày bắn dung tiếp á. Ui, đau. Ui, đau. Ui, đi được tao, đi được tao, được tao clear. Có vâng, có vâng. Bắt đầu thấy địa ngục rồi. Ây da. Rồi. Đây, cứu đây, report ạ. Từ, bắn lên sau lưng. Ý, thằng xuống là tới các bạn ơi, thằng xuống là tới. Nó medium thôi. Ôi. Không sao Hiếu ơi, tao đi phóp mày được Hiếu ơi. Đi. Rồi đấy. Ôi, chuẩn thấy. Gọi. Mình hai phút. Vị trí đúng rồi. Thủ đi. Có mày. Từ, chống cao rồi. Anh gọi resupply anh đó. Quá, chỗ này hợp lý nếu mà được. Vào đây. Anh gọi rồi. Súng ta đâu. Thủ cửa đi anh đậu ơi, thủ cửa đi, đừng. Check xung quanh rồi chứ. Nó tới kìa. Quăng lưu đại đi mọi người, quăng lưu đại đi. Cậu bé nó sau lưng cậu bé nè. Ây da. Qua đây ngồi nè. Qua đây cậu bé ơi. Ây da. Ôi, có thằng chạy vô với dao. Đang cầm dao chạy vô kìa. Ôi, tao hoảng loạn quá Hiếu ơi. Ui da. Nhưng mà nhiều góc quá, biết gì nó đâu luôn. Em resupply chút nè mọi người ơi. Bên phải rồi. Ui, robot to. Bắn vô đầu nó. Ném lưu đạn ra đây. Được rồi. Đau quá. Ôi trời ơi. Bấm máu. Trời ơi, mình dây cái đầu tay. Bắn vô cái đầu đó anh đó. Ây da. Đúng rồi. Bắn đĩa đây. Nó gọi rồi. Ôi trời ơi. Ui, quá đông kết. Anh đâu ơi, resupply. Resupply. Đây. Resupply một người này. Reinforce rồi. Máy bay đến. Máy bay đến chứ. Cứu tao. Thế là nãy giờ tao chiến đấu vô nghĩa à? Chết gì nữa. Hãy cả cướp thật. Anh vẫn có điểm mà ít điểm hơn. Thế này mà đâu chơi hát bắt ổn luôn á. Hát đi, bắt buộc phải hát rồi. Bắt buộc á. Vẫn hơi buồn ngủ. Ui, mỗi mình tao fail ạ. Thế kêu nửa điểm rồi nè. Thế là ôi, đéo có sao nào luôn mà, bắn đéo có sao nào luôn mà. Nó buồn cười quá. Buồn sao ạ? Nhưng một sao. Hay rồi cả nhà ơi. Disappointing. Ôi, được 2 huy chương đấy. Mở được súng mới rồi. Sao mở được súng mới? Anh làm hết nhiệm vụ ở trong là một trận anh cũng phải được gần 10 huy chương. Đó buồn cười mà. Nhưng mà game này nhiều súng lắm. Đừng nghe nói nhiều súng, nhiều drone. Đúng rồi, nhiều súng
Trời ơi, không có tao. Ăn mừng chiến thắng rồi. Sao tôi lên cháo về nhà rồi. Ai đại tướng đi, một đại tướng về. Đây rồi, đi lấy súng đã. Có siêu cần chôn mới. Ok có. Quá. Mua sao anh? Mua kiểu gì ta? Từ bấm nút gì nhỉ? Quên mẹ rồi. Bấm nút R. Bấm R. R. Đấy, xong rồi vào cái bảng to. Đó. Khẩu này là cũng ngon anh ạ. À. Bấm vào cái super ngon nhưng mà bắn bỏ. Nhiều thứ quá. Bấm tab check được mà. Bấm tab. Khẩu này đang meta bắn bỏ. Cái nào? Ui mẹ mày đéo nhiều thế. Ui. Punisher. Đéo được rồi. Gom 8 huy chương mẹ mày mua khẩu này ngon hơn này. Punisher. Nhưng mà anh phải unlock ở trên anh mới unlock được dưới. Anh unlock từng trang một á. À. Mọi Punisher là đang bắn. Ui còn cái kia cutting edge kìa, cutting edge con nữa kìa. Bắn bỏ. Ui. Ui, quá lô nè. Thôi để tao mua Punisher. Em tao mua Punisher đây. Xong rồi về cái thứ rồi tùm lum hết á. Mẹ mày bắn cái chuyện nào mới được một đống huy chương này. Tham ỉ ạ. Càng làm khó hơn thì huy chương nó càng nhiều hơn. Hát thôi. Level càng khó huy chương càng nhiều. Đây, check chiêu mới này. Ui, khẩu này ngon này. Có nạp tiền được không nhỉ? Có anh ơi, super ready cái bên nhưng này. Nhưng mà hình như là cái này là phải cày. Nạp tiền nó chỉ mua mấy kim. Mấy đồ super ready thôi. Ông biết mua hết à, tao dùng hết tiền rồi. Chắc phải biết. Em mua khẩu shotgun đây. Đó. Shotgun 2. Ờ anh đổ bật qua cái kia đi. Ờ tao phải unlock được 8 ô thì tao mới được chuyển sang trang 2 à? Đúng rồi anh. Holy fuck man. Bắn bỏ thôi Hiếu ơi. Anh mua sao rồi. Thêm 40 chương nữa được. Bắn robot áp lực quá. Không, Super Store là cứ 1 ngày hoặc là 2 ngày nó sẽ chuyển qua. Rồi cho anh một bộ giáp lại mới. Bắn kia áp lực quá Hiếu ơi. Bắn kia mà laser bắn tùm lum. Tao mồi mà mấy con kia gỡ sợ quá. Bắn kêu đâu ta? Về bắn bọ chiêu thôi. Ui con này thì... bắn bọ sau này khó là level con cao. Con này là shotgun à? Shotgun đúng rồi. Ăn chơi bời đéo gì? Shotgun bắn bọ anh ơi. Vậy là chứng tỏ mày không xem Starship Trooper rồi. Chứ mày biết Starship Trooper là mày biết shotgun là bắn bọ, chuyên bắn bọ luôn. Không, tại đây bắn shotgun đâu. Ui, ta đổ nhiều súng đây. Có 13 khẩu nhiều đéo gì nào Hiếu. Tiếp tục đi Hiếu. Let's go. Bỏ hay là bỏ robot? Bỏ đi. Đâu không đi Hiếu. Anh giải phóng luôn đi hành tinh đó luôn đi. Đây nốt cả trên đi, nốt cả trên đi. Đấy. Nốt cả trên đi. Là vẫn đang Medium làm xong mission. Medium đi. Medium mẹ, nó là medium mà. Rồi, lên medium rồi. Em nằm xuống cho anh đầu ơi. Ủa, cái gì vậy? Đi này sẽ mất 3 là cùng. Ủa sao văng rồi? Ủa đây, nó bị văng ra. Chán vãi lồn Hiếu ạ. Địt mẹ tao. Cụt hứng vãi lồn. Đâu rồi, địt mẹ. Nhưng mà nó là một chuỗi nhiệm vụ ấy. Mày làm cái nhiệm vụ đầu, nhiệm vụ 2. Đúng rồi, đây rồi đi. Cái kiểu là hồi nãy là mình mới làm cái setup thôi. Đúng rồi, bây giờ mới là cái nhiệm vụ chính. Thì ta đi đái. Giống kiểu làm hay cái gì mới setup thôi á. Quay tính ra server bọn này mượt phải đó chứ. Trời ơi, mình phải có kế hoạch đang kỹ hơn anh ơi. Đây là Extraction Zone là bên trên nhé. Extraction Zone là bên trên. Mình phải xuống đây xong rồi mình phải làm cái gì nhỉ? Xem nhiệm vụ đi, nhiệm vụ là gì đây? Đang đọc nhiệm vụ là phá hết nguyên một khu, một cái... Rồi rửa map luôn đi. Rửa map đi. Là tìm khu quân đội của tụi nó, phá hết tất cả khu quân đội. Ôi, nhiệm vụ dễ thế đi mẹ. Ê. Phá nguyên cái bay luôn anh ơi. Ready. Hiếu ơi, có chơi không Hiếu? Tao đang đổi súng, nghe nói shotgun không có hợp lý với mấy con này. Shotgun bắn nhanh mới hợp lý. Thôi shotgun bắn nhanh á. Ừ, thì đổi súng rồi. Rồi em cũng thấy giờ... là đéo hợp lý lắm anh ơi. Đúng mà, tao thấy không hợp lý á. Đúng rồi, bây giờ mọi người cứ bắn. Cái đổi súng đi. Ờ, mọi người chưa đổi. Hiếu! Bạn chưa kịp đổi Hiếu! Anh bỏ ra đây đi, anh bắn ra đây làm gì? Không, bởi vì anh cứ gọi cây mà xin kênh bắn được thôi. Tướng tôi lỏ quá. Mấy cây mà xin kênh bắn hơn cây. Không sao, tao bắn M9 gun cũng được. Rồi, từ đó, mình loot đồ cho mình. Từ. Được NPC rồi. Mọi người làm gì làm đi nào. Đi, bây giờ phải đi kiếm.
bên đây có một ít đồ này. Ít đồ gì bây giờ mình phải đi kiếm kia chứ. Kiếm bọn nó ở đâu? Ê cái mấy cái chấm đỏ kìa. Tìm đúng rồi, cái khu nào mà đỏ đỏ là có cái căn cứ của tụi nó. Tìm map đó. Ôi vậy đi đi cái chấm đỏ to nhất đi. Ê kia kìa, đánh từng chấm một. Đánh hết mà. Nó phải 3 chấm ấy. Ôi thịt mẹ. Anh bảo mấy cái chấm này vào quăng quả nết phát là xong. Đi nãy anh quăng một chấm rồi. Đi, ra đây. Đi, xuống đây trước này. Ui, đây có khẩu thần công chúng mày ơi. Mình lên khẩu thần công này mình bắn không? Như có nhiệm vụ bắn khẩu đó. À không, khẩu này hình như là nhiệm vụ bắn cái gì đó. Hay là mình phải tới mấy cái vùng màu đỏ nha. Ơi, Seal Artillery. Đi. Như là... Ê, từ chúng mày, trước khi bắn khẩu thần công có thể đợi tao xuống nhà lấy cơm được không? Được anh ơi. ATV bây giờ nhét đạn vô cái khẩu thần công này. Nhiệm vụ này có 10 phút thôi đây. 10 phút thôi lấy chắc cơm 15 giây không sao cả, coi như mình chơi hát đi, chúng mày đợi tao tí. Đúng rồi. Ok, đi. Cái khẩu thần công này mình điều khiển được không vậy? Vua computer này. Từ, thông tin nhầm đấy, mình chơi tiếp đi. Hack này nơi, hack đi, nghe audition đi. Đâu, chạy ra để tao. Đây. Ui, phải hack thành công mới lấy được khẩu này đó. Rồi, hack xong rồi. Ý là có người ấn rồi, bây giờ mọi người phải nhét 5 viên đạn vô, tìm viên đạn xung quanh. Hả? Nhét 5 viên đạn không? Có cái viên đạn rocket á, viên đạn... Đó, đúng rồi á. Mày lấy một cái đi, tao lấy cái kia. Nặng quá! Giống thỏi son của vợ tao vậy. Thỏi son. Nặng quá! Ai đó rồi. Ui, nó có màu, nó có nhiều màu nữa. Ê, có 10 phút rồi, mình có nên làm này không vậy? Anh nghĩ là cần đấy. Làm thì anh có thêm tiền. Nhưng mà đéo thành công thì không mất hết tiền. Chúng mày ơi, nhét đạn đi nha, tao xuống nhà lấy đồ vợ tao cái. Ui. Rồi hết đủ năm chưa, Còn một viên anh ơi. Nãy em thấy đây nè, như màu xanh. Anh thấy viên màu đỏ dưới kia kìa. Đây, viên màu đỏ đây. Mở đi, 4 viên màu đỏ rồi, lấy màu đỏ mọi người ơi. Ui, lấy đi, lấy màu xanh đi. Là mini nút anh ơi, nghe. Ui, hay đá. Quá. Để màu rồi đó. Màu xanh là cháp anh ơi, màu xanh là cháp. Trời ơi. Mày ơi. Cú nó đi anh Hiếu ơi. Mẹ, nó có mấy giây phát kìa ta. Mày ơi là bảy, mà bom thôi cũng không được. Không phải cái trái đó nó bị xịt ấy. Ờ mình xong rồi nè, anh chấm cái bản đồ cái địa điểm mà kia kìa. Đi anh em mình đi anh em mình đi. Hủy rồi đó. Let's go. Đi. Mà phải đợi anh đồ nè. Dùng ghê chưa, mới nhét thôi vô, phải dùng hay sao á. À phải hack lại lần nữa, hack được cô bé, hack chưa. Phải activate nó. Đừng bắn xuống. 20% rồi sao nữa. Mất mẹ phút rưỡi ở đây rồi. Còn anh kia đâu kia phế lắm rồi ơi. Đi. Rồi. Còn sao nữa? Làm nhanh tay lên chúng mày ơi, nhanh. Ơ, đi đâu mà é rồi. Đi. Còn 8 phút rồi. Rồi. À được rồi nè. Rồi vô. Đi. Rút đồ nè, rút đạn nè, đi. Đi, trên đây, chấm à. Ui, rút đạn nó bắt mặt luôn. Chút đứng trước mặt bên kia. Phải nó chưa thấy. Mẹ laser nó đang chỉa kìa mà chưa tới. Tới rồi, phải ném lựu đạn nó. Trời ơi. Ném rồi. Bắn rồi, khai hóa thôi. Ok, phí thế. Đúng mà, lấy lựu đạn mà. Phải Đừng đứng gần quá. Trời ơi. Đứng ngang nhau mà, trời ơi. Trời ơi. Refund tao cái. Đã không kịp. Mà bây giờ đã còn 7 phút thôi. Đi chơi hát mà anh hiểu. Hết chưa? Chỗ này lê chưa? Đi, anh em mình đi nè, Từ từ, còn một cái nữa kìa. Bấm mấy con không hôn gì vậy. Tao rớt khẩu súng ở đâu rồi? Cái khẩu đi. Là bọn ấy mà. À, cái khẩu kia bắn phụ mình được rồi. Đi. Giả tao khẩu súng, tao cầm shotgun, tao bắn thế đéo được. Ai biết mày cũng mày là nào. Thằng Ben cầm khẩu súng của tao. Cái gì? Chúng em mà. Đi thôi. Đi cái gì? Nhìn nó trước mặt kìa. Mọi người phải vô phá cái kia. Bắn ở ngoài. Ủa, đâu có mình xin gần đâu ta. Biết rồi. Em quăng kem mà xin gần đi.
Ui giời ơi. Có mình nha. Có mình, có mình. Đó. Đi chung con rồi mà. Yên tâm, có mấy mình tại sao biết rồi, chúng ta đi đi. Ok ok ok. Chúng mình màu đỏ. Bơm dưới chân. Đây, bên đây có kia mà xin gân này rồi. Thấy rồi, thấy rồi, thấy rồi. 5 giờ đi ra khỏi nhà đúng không? Mình về Ấn Độ bên trái. 5 giờ ra khỏi nhà. Ủa còn mình có tới đây cả. Thôi tao sao biết mình rồi, đi đi, không sợ đâu, đi đi. Đâu, 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 bắn đường vậy. Đâu, mọi người vô, vô, vô. Ném, ném vào nết vào trong mày đi, ném vào nết vào trong mày đi. Đây là phong cách làm gì cạp tử. Rồi, để em phá kia cho. Rồi đấy, xong rồi đấy. Có người phá rồi hả? Ai chết vậy? Rồi, đi tiếp cái tiếp theo. Chết nữa. Go, go. Trời ơi, cái gì đây? Trời ơi. Bắn pháo vô vậy. Thề. Ai gọi pháo vô. Gọi pháo vào đấy làm gì, chỉ là một quả nết. Một quả nết thôi. Không thể tin được. Cảm ơn lỗi thằng hơi ấy, mọi người quăng vô cái ống khói. Hoặc là nó mở cửa ra mọi người quăng vô cũng được. Mở cửa bắn nổ được mọi người, bắn nổ mấy cái mìn đi. Chờ tí, để ta tìm địa điểm tiếp theo, địa điểm tiếp theo. Ôi đằng sau lưng, đằng sau lưng. À, em đi cái trước mặt luôn, đỡ thôi. Không nè, đây nè, đây nè, đây anh chấm rồi này, anh chấm rồi, này. Cái bình đó, đúng rồi. À, anh chấm rồi đó, chấm, anh em đi đi. Trước mặt kìa, ịt mẹ như Star Wars vậy. Wow. Em ngồi đi, 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 đi trước mặt thôi, đi, đi, đi trước mặt thôi, đi trước mặt thôi. Đông lắm mọi người. Đấy, đây, đây, bắn cái này, bắn cái này, bắn cái này. Ok, ai dùng miễn phí vậy? Miễn phí gì mà đống cả đống cả đi. Nè, mẹ nè. Mình dùng vừa vừa thôi, trời ơi. Ê, ê nó drop kìa, nó drop kìa, nó drop kìa, nó drop kìa. Bắn cái máy bay đó lượng nè, nhưng mà phải có rocket. Ok. Ôi trời ơi. Máy bay bắn đào thế. Anh đổ ấn lại cái nút trục giữa là nó zoom ra lại cho anh. Anh biết rồi, anh biết rồi. Đẩy đi, đẩy đi, đẩy đi. Đi chạy đi, chạy đi. Đây nè, đấy là anh ngém rồi đó, bảy anh ngém rồi, đi 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 đi. Ê thằng nào gọi cái đéo gì này? Gọi cho bảy, cứu bảy, cứu bảy. Đây đây em. Mọi người ơi, chỗ này hở quá. Đây đây, vào đây là hết hở rồi. 4 phút mọi người ơi. Đúng rồi, bắn ở đây. Ờ, vô 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 vô. Rồi, chỗ này đúng không? Rồi, còn còn mỗi cái nhà trước mặt nữa thôi. Anh em phan đi, anh em phan đi. Đấy, còn mỗi cái nhà trước mặt nữa. Lắm đầu thấy chúng mình hiểu nhau rồi đấy, chúng mày. Đây, để tao ăn nhà này cho. Nó nổ rồi thôi. Rồi, xong. À, ủa, mở chưa ta? Để một rồi. Bây giờ. Để em, gọi em quăng này vô cho chắc. Rồi, 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 má gọi máy bay chắc phải mất 2 phút quá. Không biết, gọi đi, gọi đi, gọi đi, thời gian đang có giới hạn. Em gọi cho. Có bao nhiêu gọi đi kìa. Vậy vậy 2 phút mọi người ơi. Yeah, let's go. Phòng thủ thôi, phòng thủ thôi. Xem hướng chúng nó ở đâu đây. Lên đây đứng nha, em lên đứng nha. Quay rồi. Nó đâu vậy? Nó đâu vậy? Không thấy ai vậy? Chưa thấy, chưa thấy. Clear lắm. Dễ vậy? Mà nó sợ à, đây, hướng này. Hướng nào? Hướng S này nè. Phía sau hòn đá này. Đây, mọi người hướng kia, hướng này kìa. Đâu vậy? Đâu PC? Đâu vậy? Đâu PC? Đây, góc tao đông. Ủa này là ngay chỗ nó spawn luôn hay sao? Bắn đây, nó nhìn tao. Nó target tao đây, bắn đi. Đúng, đúng rồi, hai các em. Ui, lùi rồi. 1 minute, please. Super Destroyer là cái gì? Super Destroyer Departure Imminent.
Nói tiếng Việt hiểu ơi. Đã, đã đéo biết đâu ạ, à, thì mà đã biết giải thích như nào là, chắc là cái chiêu của anh á, chiêu màu đỏ. Hiếu ơi, có mang cái này về bán không Hiếu? Được rồi, mang về, đừng bằng tiền anh ấy. Sao lớn kìa mọi người ơi, sao lớn kìa. Thôi, trông tới đông lắm. Nét qua này. Hai hướng đã nhỉ. Em mình phải chơi hot rồi. Dễ quá. Thấy dễ. Nào nào né coi chừng đè chết luôn rồi. Mỗi lần mình lên một level, level là có thêm quái khác đúng không? Đúng rồi, nó ra nhiều hơn anh. Là tỷ lệ ra mấy con xe tăng nên là mấy con ủi xe máy bay rồi. Máy bay Tao đi rõ ràng đéo có quân địch mà tự nhiên có quả bom nổ ngay người tao. Bọn nó bắn rocket được. Vô lý. Em không tin. Ui đéo được sao nào luôn ạ, à. Đỉnh thật sự. Ui ba sao. Mình full quét mà, làm đủ quét mà. Wow, outstanding. Ui. Đấy được 6 huy chương liền đấy. Âu 4 anh ơi. Sao tao được 6 nhỉ? Đi 4 mà. Em cũng thấy từ 6. 2 cộng 4, à 2 cộng 4 mà. Đó, nó ăn góp phần trăm nhiều mà. Ui. Không, nguyên cái cộng đồng nó phải góp từng phần trăm vào. Nhưng lên khó đi, lên mức độ khó được lại là đúng. Để mình mọi người muốn mà lên cấp độ khó đúng thì cái người hot phải chơi khó. Thì bây giờ lên khó nè. Bây giờ chúng ta tiến với hành tinh bọ thôi. Yes. Ồ anh unlock lên difficulty nè, lên difficulty được rồi. Yeah. Unlock. Ta có gì mua không? Tại không mình đâu cần mua gì bọ đúng không? Đồ quá shotgun. À, thiếu luôn tinh tế. Khó là level 5. Rồi thôi em để dành vô chưa em lên 8 vô chưa. Mở giáp anh đồ. Mở giáp trước á. Ê được cái súng mới kìa, Redeemer kìa, pistol kìa. Ê cái bộ tao đang đẹp mà, đủ mà, sao tự nhiên tao đổi này. Ừ mày bộ... Cái bộ này là cái bộ Light Ammo là anh chạy nhanh hơn. Chạy nhanh với lại scan được ấy sao, recon. Bộ đó hợp với anh đấy. Cái bộ kia thì không, bộ này, bộ kia ngon hơn anh, đổi đi. Chạy cho nó nhanh. Bộ kia là nó ăn ít máu, anh không chết. Pay to win đồ ạ. Đâu nhỉ? SMG Defender. Okay, rồi. Ủa anh dùng hết sao này rồi nha anh cần. Bộ đó ngon lắm, bộ đó. Không lên 8, lên 8 sao được cái cây delicy. Ôi sắp được súng mới. Sắp được súng mới. Sao nữa. Sắp được súng mới, được súng lục mới rồi nè. Ôi có quả 70 mấy, 60 sao kìa. Đấy, cái 800 sao. Hay quá, đi lại cơ bản. Được rồi. Tuyệt vời. Wow, thế giới bọn à. Coi con bọn bự nhất như thế này. Đúng vậy. Đi đánh thử con bọn bự nhất đi. Đây. Cái này là sao thể nhất. Vừa bắn vừa ăn cơm được nhỉ? Đã đồng đội bắt dùm.
Có thả con robot xuống, mọi người leo lên robot. Để bắn bỏ nhá. Bỏ nhá, bỏ nhá, bỏ nhá. Ừ, bỏ lên đây. Đấy, cái đó luôn. Thế nếu lấy mình đang chơi nửa chừng một cái. Cái này là defense hả? Thế nếu lấy mình đang chơi nửa chừng cái này đúng không? Ờ, không. Không, đúng rồi, cái mới rồi nè. Anh bỏ anh nhớ, phải làm lại. Ok. Ủa, cái này escort này. Ui, escort, escort nè, escort nè. Escort là gì hả, Hiếu? Là dẫn bọn này đi ra khỏi đấy á. Hộ tống, hộ tống. Hộ tống nhá. Challenge chiến đó nha. Ui. FTL jump. Nhìn nhớ lại xe tác quá. Help pods primed. Mission coordinates locked. Ủa? À phải vô kia mới chọn lót heo chứ. Ờ đi 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 đi. Nhanh lên mọi người ơi. Nhanh 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 lên nhanh lên nhanh lên nhanh lên. Ui mình chơi challenge luôn à? Ờ mình challenge luôn. Ui. Ở đâu đây? Đây là cú nó nè. À mình phải ngay đó luôn á. Ờ mình rất bên ngoài một tí chứ nhỏ rất thẳng vô. Cái đáng cơm nhá. Đấy là cái đội cần mình cứu ngay đó. Ờ ok, vậy vô. Thằng đi Hiếu ơi, nhanh lên Hiếu ơi. Đọc xong rồi mà. Ủa? À. Còn Ben với cả phải không? I'm ready. Nhanh Hiếu ơi. À, tao là cái thằng phải đi mà trong một tiếng đồng hồ mà tao không hối mày thì thôi. nhanh Hiếu ơi, cuộc sống là không chờ đợi. Đúng. Thành công là không ngừng bỏ cuộc, cố lên Hiếu. Tao thấy mày chết bỏ cuộc liên suốt, không đéo nói gì. Ôi, cái này tao thấy được cái gì? Ôi. Nhiều hành tinh nó sẽ có bão cái thứ nữa. Bão nữa hả? Bão lạnh rồi tùm lum, bão. Ai gọi cái gì vậy? Súng. Có thiên thần rớt nữa chứ. Tuần, hai tuần trước có thiên thần. Tao cũng có súng rồi đó. Rồi, có súng rồi. Rồi anh em mình ơi, đi. Bản đồ là... là đằng sau mình à? Mình cứu nó ở đây à? Anh ơi, phải đi làm vụ á. Cái này nóng quá. Đằng sau. Phải làm vụ anh ơi. Phải đi cứu nó. 30 người đang ở đâu ta? Ờ đúng rồi. Nó mở cái cửa kia ra nè. Có cái khu nhà. Ồ đây cửa, anh em ơi bảo vệ, mở cửa nè. Bảo vệ nhé. Đây mới có bao nhiêu người? Nhanh, làm nhiệm vụ mọi người ơi. Đây có 3 người à. Đâu mình phải bảo vệ bọn nó trên đường đi này, đúng rồi. Em hồi đáng cái. Ê làm sao mình biết được cửa nào với cửa nào nhỉ? Nó có cái nút bấm phía trước. Có cái nút ấn rồi mà. À thế mở cửa xong rồi dắt nó đi. Là có đúng một rồi. Cửa mở và lại một cửa thoát là mình chỉ mở cửa mở. Mở cửa cho mấy anh kia spawn rồi. Xong rồi bảo vệ nó đừng cho nó chết. Đúng rồi. Bảo đây tìm cửa mở đi các bạn anh em ơi. Đây Hiếu ơi. Được bạn ơi hay lắm. Bản số 1. Bản đỉnh cao. Bắn bớt chưa? Ê, có một đống bên đây nè. Ê, bọn dân này nó chạy đi đâu đấy? Nó chạy đến cái... Về cái thuyền chống hắc mà. Đây, ai dẫn bọn này về nhá. Vô nhà máy có cái thuyền. Đi cô bên này, đi cô bờ chưa? Còn nữa không, hết rồi à. Lâu phải tìm cửa để mở cho bọn nó nè. Khu này hết rồi, nơi phải qua khu khác hay sao á. Tìm rộng ra một tí mọi người ơi. 9/30 rồi. Tìm đi Hiếu ơi, đừng yên chỗ Hiếu ơi. Đây, ta tìm được, mày có tìm được đâu. Nó vô luôn kìa.
Bớt quyết. Màn này đâu? Ê, quét gì đấy? Ôi kìa đấy, con to lên. Không phải con to. Nhiều con bé. Hiểu ơi, con to Hiểu ơi. Ôi con to nè. Rồi, chờ tí rồi. Mẹ. Đâu. Anh ơi, con to có giáp, đéo làm gì nữa đâu anh ơi. Bạn nó đít nó đi biểu. Bom nó. Ui. Bom nó, bắn đít, nó không thích thì bắn đít. Cứu em. Chạy đi. Trời ơi, nó cắn em chết rồi. Bắn nó quay đầu thôi, bắn quay đầu đó là khỏi khí đàn nào. Chết mà. Reinforce. Xuống cầu bên đây. Ủa, đông lắm. Thịt mẹ đông thật. Thịt mẹ con to. Rồi trong con bo rồi. Sao đây có cái nút mà đéo ai bấm vậy? Giờ thế mẹ đang phải lên đàn. Ê, ôi dồi ôi, con mẹ cái đéo đi nổ đây. Con bo này đây. Ui đi ra bắn đầu ơi. Chạy đi. Cứu, giúp nhanh. Mẹ ném con cặc gì vậy? Ôi dồi ôi. Con to nữa. Cứu. Bọn dân bị giết. Bọn dân bị giết. Địt mẹ quăng quả bom vô luôn chứ bây giờ sao? Trời ơi, không đi quăng quả bom chết chân rồi đi quay. Chứ bây giờ nó bị đau máy rồi. Ôi con sao? Sao lưng con cơm? Ôi sao lưng con cơm? Nào gọi công cơm kia gọi đi. Đây em gọi trước nè, Ôi. Gọi người luôn nè. Thôi gọi cho phải vụ đó đó không là nó chạy đi rồi là cái vô nghĩa. Hai con to lực. Chơi. Chạy lên con bé nó còn nhiều lắm, sau lưng con bé quá trời kìa. Anh lên sau lưng kìa các bạn ơi, sau lưng kìa. Chạy đi. Em thấy nét bét đứt rồi này. Ôi. Nó nở hoa luôn rồi này. Đừng có cứu lính nữa, không mang được con bắt kia, nó chết rồi kìa. Mọi người cứ kêu người xa bọn nó chết thì chết hết rồi kìa. Cứ kêu ra đi, chỉ cứu được nhiều cứu. Ôi, trên đây có đạn nè, thiếu rồi. Trời, đâu. Mới sửa lại. Mọi người cứ kêu liên tục đi. Kêu liên tục luôn à, ok, nghe hợp lý. Mọi người đừng chết được. Ôi, nó ra nhiều thế, bắn này giờ chưa hết không ạ? Ui. Kêu thêm nè. Rồi, dẫn nó qua luôn. Ok ạ. Con đó phải bắn vô đít nó, được rồi. Thì bắn vào đít rồi chứ, nhưng mà revolt tao cái Hiếu ơi. Đây rồi, mày à. Revolt anh ơi. Trời ơi, lia rồi đó mọi người. Đi, dẫn bọn này vô. Con to nữa kìa. Là tí đang dẫn bọn này vô. Ok, được thêm hai đứa rồi đó. Làm một con to nữa kìa. Con nữa. Rồi nha, em full down chiêu rồi. Đéo xì nhê. Ê, mẹ ơi. Ôi, phía sau. Fail quá. Chạy thôi Hiếu ơi. Chạy đi, em chở cho. Cứu em. Đây, vụ nó đây nha. Để em vụ nó cho. Ây da. Có vẻ như nó đéo vụ được rồi. Ôi, mệt ơi. Con mẹ nó. Đéo biết là nó chết hay chưa, cay vãi cả cứt ạ. Đây, em cứt ạ. Ây, mẹ đó. Con bé nó chạy tí đi. À, rồi. Ây, thích. Chết. Rồi, còn người cứu. Nó bị kè. Chưa, nó vẫn còn động đậy. Mọi người, con mẹ nó trong quậy. Con lồn mày trong quậy. Mình cho con vũ khí. Kêu người ta để cứu tiếp đi. Cơ hội. Này, nhiều khi bắn đéo biết được nó chết hay chưa đâu nhá. Bay xác mà. Ôi, con to nữa này.
Đây là hết một đợt rồi. Đâu anh ơi, đâu anh ơi. Này. Em thả bom nè, em thả bom nè, em thả bom nè. Nó kẹt rồi, nó kẹt rồi, nó kẹt rồi. Ui, chung vô giả. Đằng sau lưng một con to nữa, đằng sau lưng một con to nữa. Hai con lần. Ôi, 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 cứu tôi, tim tôi, tim đập tôi. Tim đập tôi bị gãy hai chân rồi, tôi bị gãy hai chân rồi. Cái biểu thật. Ui giời ơi. Ui, thằng nào thả quả bom vào đây đấy. Mẹ tao. Cứu tôi, cứu tôi, cứu tôi, cứu tôi. Rồi, 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 quán cứu rồi, quán cứu rồi. Cứu đi, cứu đi, cứu đi, cứu đi. Ai ai. Rồi ta cứu được thêm 2 mọi người nữa. Ơi, mọi người ơi, cứu 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 người đi, cứu người đi. Con game đang supply đi. Không chúng ta sẽ chết ở đây đi. Hết ammo thật luôn rồi. Chết mẹ con to nhìn mình rồi. Ê, hay súng rồi. Ê, nó quay đít lại chúng mày kìa. Chết rồi, chết rồi, chết rồi, chết rồi, chết rồi. Anh há. Đây em quan supply này. Supply có. Ôi ôi ôi, đông thế. Ôi chết mẹ, chết đau rồi, chết đau rồi. Trời ơi, nó môi. Này nó bao vây luôn à. I got you bro, I got you bro. Rồi. Help me bro. Help him! Help him! Trời ơi, phá bể cái tường nhà luôn rồi. Cứu, 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 cứu người đi mọi người, cứu người đi. Ừ, à, đứa nào la freedom ghê vậy? Ê, còn người ra, còn người ra, còn người ra, còn người ra, còn người ra. Còn người ra nè, còn người ra nè. Còn rồi, còn rồi, còn rồi, còn rồi. Có vào người, có vào người, có vào người, có vào người. Cover, cover, cover. Ai da, ai bắn đầu tôi vậy? Ui da. Rồi, 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 thêm được vài người đó. Thêm là cần thêm một round người nữa thôi, được rồi. Phải đông thế. Đông quá rồi, từ từ. Ném lưu đạn đi, ném lưu đạn đi. Ai lưu đạn đi, ai lưu đạn chết luôn vậy? Mày ơi là mày. Trời ơi. Xin lỗi, không thấy, không thấy. Mà bay, bay, cả ba cứ bay luôn à. Em bấm nhiều quá, em chạy bấm nhiều. Cứu tôi, cứu tôi. Má mới, mới được khẩu súng à. Cứu tôi, cứu tôi, cứu tôi, cứu tôi. Giết dân bị trừ 25 điểm cơ à. Lấy giờ mình phải trừ khoảng ngàn điểm rồi đấy. Mà thấy nhiều dân chết lắm. Thỉnh 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 thoảng mới chết thôi, hiểu ấy, không không nhiều lắm đâu. Đây 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 đây. Ôi trời ơi. Bộ mày đứng yên vậy. Tôi đang thay đạn mà. Đây Ben ơi. Thời anh kia anh lại nhặt đồ kìa. Ôi ơi, cái gì lửa đấy nghe, lửa 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 ôi. Lửa đấy kìa. Ok hả? Rất cái đi đâu, rất cái đi. Ben này thề. Ủa, em rớt có thể anh đâu. Chịu mày luôn đây. Trời ơi. Em xin lỗi, em xin lỗi. Em xin lỗi. Ủa, còn cứu một đứa nó thôi, cứu một đứa nó thôi. Còn lâu lâu ra hay là đứa mình giết vậy? Cứu đứa cuối cùng là cứu đứa cuối cùng nè. Đây đây, tao gọi ba đứa cho. Đi đi, dẫn bọn này vô là tao rồi. Cover, cover, cover lúc này. Đó, kêu rồi nè. Đây, đây, ba đứa cuối cùng nào. Đây, đây, đây. Anh em ơi, dẫn ba đứa cuối cùng đi. Đúng rồi, ba đứa cuối cùng rồi. Ui, xin kinh máy tinh. Cover, cover, cover. Xong rồi đấy, xong rồi đấy, xong rồi đấy. Xong chưa? Xong rồi. Chưa, 30 bây giờ mới xong mà. Được vậy chưa? Ok bây giờ tắt kìa, tắt kìa, tắt kìa, tắt. Tắt ở đâu, tắt ở đâu? Sau lưng, sau lưng. Đây đây, tao chấm luôn, tao chấm luôn, tao chấm luôn rồi. Ui da, cái gì nổ vậy? Chấm luôn rồi á, chấm luôn rồi á. Ui giời má, còn lửa liếc nữa. Chấm mà đi qua không thôi là 4 người không thấy được. Đi 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 rút đi rút đi rút đi. Chấm rồi đó. Đằng sau cái núi này, đằng sau cái núi này. Dạ 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 dạ.
đây 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 đừng nói 2 phút nha, 2 phút là đéo kịp rồi nhá. Ờ. Không không không, nó giống cái overtime á, vẫn gọi được á. Overtime. Nó là overtime á. Rồi rồi, set up phòng thủ mọi người, set up phòng thủ. Em có vị trí cao rồi này. Ai thay đạn đi nhá. Có đạn đéo đâu mà thay, đâu rồi. Vào vị trí ngồi bắn đây này. I'm ready. Có dấu hiệu đó là em quăng Opeto sẽ chạy kè lên này. Đâu 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 đâu. Sát sát kìa mọi người ơi. Ôi shotgun bắn được gì hiệu rồi. Ủa? Bao chiêu thế nhờ? Tới kìa, chiêu gì tới kìa. Thấy rồi, thấy rồi, thấy rồi. Xả đạn qua này. Bảy ơi, canh cho bảy đi. Cái này lo được. Rồi 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 rồi. Bên đây chill lắm, bên đây không có gì hết. Chill quá làm thiệt cơm được. Hình như nó chỉ khó khúc mình cứu à, lúc này mình về chắc là... Ừ, cái này dễ quá. Ý còn level hot là... nữa. Này còn chế độ Nightmare, chơi Nightmare luôn hiểu không? Có, chưa. Có rồi, xong cái này còn lại có nữa. Em có nữa. Nữa. Phải nhưng mà người host phải làm. Cái này tí lên Helldiver cơ, đây là mình nó cho mình lên chế độ từ từ. Mình challenge trên này, đây đây mình trái hàng challenge trên, cái này chưa phải là hot nữa. Em đòn phủ đầu luôn này. Vẫn còn nhỏ lắm. Anh nhớ mấy con bò này có một con siêu to luôn mà. Con siêu to đó, con siêu to đó. Ở hành tinh của nó là con nhỏ đó. Xem này. Nó okay. Là cái hành tinh mà mình đang đánh nó là nó đang chiếm á, nó đang cố gắng chiếm á, chứ không phải là hành tinh chính của nó. Hey! Hey! Đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây đây rồi. Ôi, trên cái máy bay có súng mà. Ui. Cho ta lên, cho ta lên. Mờ có đá mờ phải chứ. Ui, mặt chết mình. Chắc được một sao quá. Được thấy nhiều người chết lắm. Một sao, một là một thế nào? Thêm tiền. Ba okay, sao. Ba sao luôn kia. Ui dồi. Các lần trên cổng về trừ 125. Trừ một phần tên tiền. Ngoài thế nào mà hồi nãy em rơi trúng đầu anh đồn hay thật. Mày cố đấy tình là ai ngờ ấy. Cố tình làm sao được anh? Lúc rớt xuống điều khiển được một tí. Nhưng mà cố tình được. Nhưng mà xa lắm, làm sao em cơ đéo ơi, lúc ấy tao cố lái giết thằng Hiếu mấy lần rồi chẳng có chưa được thôi. Ê, như tao được súng mới rồi nè. Được súng mới, Hiếu được súng mới. Đâu rồi? Đây rồi. Marksman Rifle. Ủa cái này là Snipper à? Đúng rồi anh à. Vãi bèo em được có 3 sao. Trời này cũng meme vậy. Ủa Snipper à? Ghê vậy. Uầy. Có nên làm cây súng năng lượng nữa không ta? Ơ. Mà năng... Sao cái này thì áo choàng thì nâng cấp được. Ê. Ui. Hay mình nâng cấp mẹ này nhỉ? Ơ khẩu này khẩu sniper. Sniper à? À Snipper tí zoom lên kiểu gì ấy nhỉ? Cái đó là anh sử dụng số huy chứa nè. Chứ không còn mua hết đâu. Mới mua chục giữa. Là bây giờ anh xài 27 huy chương nữa thì nó sẽ anh xuống trang 3. À. Mình cứ dùng đủ thôi. 27 là cho nhận mua hết. Không cần phải mua hết. Mày thấy mày thấy bên ngoài nó có cái có quần què gì nhỉ? Orbital. Là như nào nhỉ? Chưa hiểu lắm này. Là muốn là bây giờ đấy nha. Anh thấy spend 27 more medal to unlock không? Rồi.
Thế thôi, mua sắm thả ga thôi. Mua sắm thả ga thật. Cái súng xịn nhất cũng đẹp hết. Chết mẹ rồi, tao mua nhiều quá tao hết tiền rồi. Là sao? Cái này là được cái phải tiêu đi. Là sử dụng đủ hết đủ số huy chương nó sẽ tự qua trang à. Ví dụ như trang 3 là phải sử dụng tổng cộng là bao nhiêu đấy huy chương ấy. Thì mình mua làm sao hai cái trang kia mình đủ 27 là được. Ui. Như Ấn Độ là còn 25 huy chương nè. Hay là làm số lục này nhỉ? Số lục này 25 huy chương nữa mới được à? Thế là 25 huy chương nữa mới sang được trang 2. À không, trang 2 anh mua được rồi. Anh mua được shipper chưa? Tao mua được rồi đó. Anh sao? Chưa mua được trang 3 thôi. Sao nó ghi là... À rồi, cái anh nhìn nhầm. Thôi hiểu. Ú, thế thì thôi, tao gom... Tiếp. Ăn đu được không nhỉ? Không biết. Không quá, nữa là đủ hết nè. Một phát là đủ à. Điều cũ nó hết rồi. Nhưng mà à, còn một nhiệm vụ nữa à. Làm mấy cái nào mình... Làm mấy cái nào nhiều huy chương tí Huy ơi. À nhầm Hiếu ơi. Nó là một cặp, Đây là cái cặp thứ hai cho xong cái này mình nè. Mình set up xong rồi đó, bây giờ cái chính này. Là cái chính này. Ta có sniper. Piu piu piu. Ô cái gì đấy? Ủa? Ô lấy cái này xong rồi chạy qua kia. Xong rồi phải chạy góc này để thoát. À nhưng mà mình phải làm cái nhiệm vụ dưới trước nè. Mình phải làm cái bên dưới mang nó qua bên kia xong rồi đi ra chỗ thoát. Chỗ này là đẹp này, chỗ này là có vẻ đẹp này. Chỗ nào? Đấy chỗ tụi em bên đó. Đây. Chỗ đỏ đỏ như là chỗ nguy hiểm. Đúng rồi. Đừng xa xa chỗ đỏ đỏ là xíu. Đó là mấy cái base của nó. Tao thấy mình bỏ tiền ở nhà 400 ngàn thêm mà cái giáp của mình vẫn chết nhanh như Ben với cả 7 nha. Nó chưa đẹp hơn nữa. Chưa kể sau này mình còn đổi giáp khác nữa, mình sẽ đéo giúp mặc cái này hết game đâu. Chắc chắn rồi. Tao nghĩ mình thì farm lại không, mình lại mua lại bảng kính cam. Mình tiết kiệm 400 hiểu ạ. Ui, tao xuống có mấy con bò luôn rồi mọi người. Ờ, này tao giữ rồi. Cái giáp đó giúp cho anh 50% tỷ lệ sống thế mà. Tao đang đứng yên nha, để em chọn nó chết cái. Yếu máu. Đang đứng yên. Rồi, đâu kìa. Rồi, chết rồi đó. Đây, cái này súng của tao mày. Đi đâu cả nhà. Đi. Ừ. Lộ trình như nhau đây. Long có chứ kìa. Ôi đằng sau lưng. Ôi đằng sau lưng. Tới rồi hả? Ờ à, tới. Tới đông lắm. Đông lắm. Ôi tới đông lắm. Rồi chấm rồi nha mọi người đi đường này. Mẹ bên. Em bắn tỏ. Ủa. Revolt nào. Mọi người ơi. Đi hướng này. Đi thôi. Đây lúc đạn kìa. Đi hướng này nè các bạn. Cắm rồi kìa. Trời ơi, cam kìa. Để bạn nhặt lại đồ cái đã. Đi mẹ, bạn bị thằng Ben giết chết rồi. Gì Ben, orbital strike. Ben tìm thấy cái gì vậy? Không biết, đi qua nhiệm vụ thôi. À, trong đây nè. Cầu. Trong đây. À. Nghĩ là cứ quăng một cái gì đó vô đi. Một trái nét chẳng hạn. Hay quá mọi người ơi. Rồi, lên. Đông nha. Vô kìa. Rồi bắn không qua bóng xuyên sắc được à? Con này con phun hay sao ấy. Ờ mấy cái này như là nó một cái lá kìa. Tròn này là phun này. Ui con đít tròn to, Nó đẻ nó không, nó đẻ thêm. Ôi ôi kìa đó. Nó đẻ thêm nó còn khạc đờm nữa. Trời ơi, thôi nhiệm vụ rồi, đi thôi. Ờ mình có rồi, bây giờ mình đi qua túp qua kia. Mày giờ bật đồ lên cho. Ui xa thế. Đó khóa rồi nhá. Kìa cái chấm cam á. Đi thôi, hướng này. Hướng này, quét nẹ nốt nè. Ui, có. Đi. Địp mẹ mày đồ nào ngon thì nhặt hết. Đồng đội đứng đâu thì bắn chết.
mà thôi đẹp không kia. Đây, có khẩu súng này, có súng này, có làm nhiệm vụ khẩu súng không? Đi đi làm nhiệm vụ đi. Làm đi làm đi. Làm đi làm đi. Còn nhiều thời gian lắm. Thoải mái nè. Mũi chân. Anh ơi, lấy cái cục màu xanh này nè, anh đâu? Đâu? Ở đâu? Ở đây. Ủa má, có bỏ tàn hình nữa à? Lấy cục này, cục này, cục này, bỏ vô đi. Audition đi kìa. Trời ơi. Trời ơi, Níu ơi, bắn rồi. Ui, tàn hình. Đi anh. Có này tàn hình, có này tàn hình, có này tàn hình, có này tàn hình. Mình mất trong khói rồi. Đấy, đủ, đủ rồi, phải lâm đạn anh ơi. Xong rồi, là phải lâm đạn. Lâm cục màu xanh chứ chân anh ấy. Em sẽ lâm đạn. Mày bị dở hơi à? Đéo cục màu xanh nào. Có mà. Vậy. Tao là trước nha, có bỏ tàn hình rồi nha. Xui mới có một cục người ấy. Ê, kìa nó phun, kìa nó phun. Bắn đi anh, trời ơi em đang bắn đạn rồi. Con to nó phun, ôi địt mẹ acid. Bắn đi anh mỏi ơi, bắn đi anh mỏi ơi. Tao đang bê đạn, tao bê viên thứ 3 rồi đấy. Ui, có tình hình, có tình hình. Lùi lại tí mọi người ơi, đông lắm ấy, đông lắm. Đâu quá, ném cái quả đéo gì ra đi, lưu đạn cái kiểu gì đi. Đấy, nét nủng cái thứ. Bình tĩnh thôi mọi người. Mọi người mất bình tĩnh quá. Thế bao giờ mọi người mới có phong cách gọi là chỉ huy lãnh đạo. Chỉ huy vậy lãnh đạo chết hơi nhiều nhá mà. Mẹ mày toàn đan chính toàn top 1 đấy ạ. Ơi. Reloading. Reloading. Chết mà. Reloading anh ơi. Ui, bỏ đạn vô đi bắt đầu ơi. Đạn chờ tí reload lại lát nữa. Nước chung hay sao cái? Ơ, sao đạn này sao mỗi cái màu khác nhau đó nhở? Ê xong chưa? Để em khởi động. Nhé cái terminal vô hả? Ôi. Rồi xong chưa? Xong chưa? Báo cáo đi. Rồi. Sao lâu vậy? Tình hình. Rồi đâu ấy? Rồi đâu ấy? Rồi còn phải nhét bơm nữa. Rồi đi. Đi qua chấm can, đi qua chấm can. Chạy thôi. Ôi. Ê mọi người đi đâu vậy? Qua chấm can kìa. Có người của bên nó. Ui, tàn hình tiếp à. Để đi qua chấm cam này mọi người ơi, đi sai hướng rồi. Ây da, ai bắn đứt tụi. Thằng đồ, anh thấy rõ ràng luôn. Đi thôi. Em đi sai hướng rồi. Đi qua trái, quẹo trái tí. Ông, anh chấm cái bản đồ kiếm như cái chấm cam á. Hiếu ơi, mày là T2 à? Anh ơi, phải làm cái kim cương, phải làm cái kim cương nhiều tiền lắm. T2 là em rồi. Ta là 1 thì phải. Anh Hiếu, bên phải làm cái nhiều tiền đó anh Hiếu ơi. Chắc không? Chắc mình qua chục phút nữa cơ mà. Đi. Ui, con bò to đây, từ đây. Còn đây đánh được. Từ, vũ lại. 3 giây. Quá trễ rồi. Nó tới mẹ luôn rồi. Ôi ui, trời ơi. Anh gì vậy đó? Anh chết rồi đó. Cứu. Anh Đậu làm gì đây? Anh Đậu ơi. Con mẹ mày Hiếu ạ. Sao mày dám đến chơi nhau với con mẹ mày? Sao mày giết mày còn dám với một cửu vang cọc à? Dám vào tao. Kẻ ai? Bao nhiêu người ăn cơm mình cửu vang đó. Mẹ tao đảm bảo luôn là mày. Mày đéo có ai trước mặt mà mày. Em đang chạy em trượt té. Ben ơi, mà sang thấy con bò này nó không xứng đáng với cái bức gì cũ nó bò ra nó cào. Ai report tao cái, report tao cái. Ủa nó cắn đau phết đi. Đây thế hai đứa rồi. Ben rất trên đầu con to luôn, rất trên đầu con to luôn. Ok. Từng chết. Anh đỡ cái đầu tôi đây. Ôi, tàn hình nó cắn đau khủng khiếp đi. Mình có thêm, Ai con tàn hình, hai con tàn hình. Ui à. Rồi. Chết hạn kìa.
Ủa có nghe. Phải qua kim cương anh ơi, phải qua kim cương ấy. Em đi làm đây. Đi 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 đi, đừng kẹt ở đây nữa, đừng kẹt đây nữa. Quá mất thời gian ở đây rồi. Đâu cái này làm gì mà được nhiều đồ rồi nè. Communication device. Chói thế. Cái gì vậy? Không biết. Thời giá. Nghĩ là hồi đạn cái đi. Ê con tan lên, tan lên, tan lên. Rồi rồi rồi, xong rồi xong rồi, đi thôi mọi người ơi, đi thôi, đi thôi. Tăng hình, tăng hình, tăng hình đến, tăng hình đến. Tăng hình quá trời luôn, quá trời luôn. Đoạn nha, đây có đạn nha. Rồi đi 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 đi. Đi thôi, đi thôi, đi thôi, không muộn mất. Con màn hình vẫn hết mẹ đạn luôn à. Đi đi đi, qua cái chấm, chấm đâu rồi. Mất mẹ cái chấm à. Ở đây, 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 đây. Chấm rồi đó, chấm rồi đó, chấm rồi đó. Chấm rồi, chấm rồi, chấm rồi. Chạy đi cơ bảy ơi. Có cái hình. Chạy đi đồng PC ơi. Từ từ tao cứu mày đã. Ê này anh em mình đi trước thôi. Rồi đây vừa bắn thì chạy được anh ơi. Đừng về ăn cứt tới bên, anh em mình đi thôi. Đồng ngoài mày đi. Đi quay trái này. Đây là chia đổi rồi đấy. Đi. Qua trái anh Hiếu. Đâu đâu anh chấm mà kiếm cứ đi theo cái màu cam là được hả? Đi chứ lát nữa gặp boss nhờ đó. Không, không có boss đi đâu. Phải... Nghe nói là level hot mới có con boss to. Mình đang ở challenging thôi. Ê, có cái nhà rồi. Bên trái nhìn cũng tò mò nhỉ. Ui ui ui, Ben đúng rồi, Ben đúng rồi, Ben. Oh. Hay lắm Ben. Em xem có gì trong đây nè. Nhưng như mà là nổ hết rồi Ben. Phá mẹ nhà. Mày cái tổ gì sao vậy? Không mà có cái nhà đây, Ben là nổ luôn rồi. Hơi stupid. Ủa? Đi bên này chứ, dưới bên này chứ. Không, nhưng mà lúc đấy là có nhà chắc có đồ trong đấy. Ủa mọi người có đang nhầm đường không vậy? Đâu, chấm cam kìa, chấm cam kìa. Mình móc mà. Đường hơi xe xa thôi. Mày muốn có robot hay xe vậy không? Chạy bộ nhìn mặt. Tí có robot, tí mình có robot mình điều khiển. Sau này nó có ra xe với robot á. Ngay bây giờ mình đang nghèo thôi. Ngay bây giờ đang hơi nghèo. Bảy ạ, à, thông cảm, mình mới được nhập lĩnh được một tiếng à, chưa cho mình xe. Xa thế nếu ơi. Phải xa nhớ chưa ra. Bên trái có mấy con nhìn to lắm, nhìn ở trước không ta. Xa ỉ luôn anh Hiếu ơi. Cái tí bật bản đồ lên kiểm tra lại coi. Ở các sắp tới sắp tới. Ủa bên trái có, bên trái có, bên trái có. Radar bảo bên trái có nhiều nha. Bên phải có tàn hình kia. Lại 20 giây ạ. Rồi em mình vô luôn, em mình vô luôn. Đứng bên ngoài bắn làm gì. Vô. Đó sắp tới rồi. Đông lắm chúng mày ơi, trong 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 trong. Đâu 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 lôi lôi đâu 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 đâu. Chạy cót lên đầu ơi, chạy cót lên đầu ơi. Đánh bắn quá chứ đi, bắn quá chứ đi, đông quá. Các bạn ơi, có một quả bom, có một bom ngay chính giữa mọi người nha. Còn thật nha, đừng bắn trúng bom nha, chết hết cả đầu quá nha. Con mẹ mày đéo cắn dai thế nhờ, refog cho tao cái. Đây, em quăng luôn kìa. Đây có đạn nha. Ui, con bự, con bự. Refog rồi. Hai con bự, hai con bự. Để đâu luôn anh ơi. Trời ơi. Đi chạy. Trời ơi, ai còn có bom vậy? Ai còn có bom ở đây? Trời ơi. Okay. Ai gọi bom chí vậy? Hello. Ok. Ui, lốc xoáy, lốc xoáy. Xoáy lửa. Trời ơi.
Có ai cần đứng phong không? Ai cần đứng phong đây? Em quăng một cái nha, một cái. Gãi đạn nè. Đâu rồi, đâu rồi. Biết nhưng mà mình phải bấm cái terminal đâu rồi. Cái gì quăng ngay người đó luôn vậy? Đâu nó còn sống kìa, Ôi chạy có chưa nè, chưa bây giờ lửa nhiều quá, đem lên chạy cốt. Cái điện đi solo mình nữa chứ. Ơi cô vợ em có cái, đâu bấm đi cứ cơ bơi còn ra đâu lên bắn thử khẩu snip phát xem nào. Snip à, hơi lỏm rồi. Chưa phải là snip xịn. Ôi mật khẩu là gì, kệ 48912. Mẹ không sửa níp lầm vậy. Lầm lắm. Mẹ như vậy bắn robot thì được. Bắn robot thì được, bắn cái này không hợp lý. Cái này cao lên gì vậy? Man you raise a lot. Phải tự kéo tay. Kéo tay kia, giữ nhà, kéo tay. Kéo tay mấy cái cửa ra. Kéo tay à. Rồi tao kéo rồi. Bố lên kéo chưa? Lên lại. Ui mẹ lửa như này sao lên? Má cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ ải chĩa thật. Đó được rồi. Ui nóng quá. Rồi nó tới. Đang lót nơi. Rồi. À, nóng thật. Đúng rồi đó, em nghĩ là đứng đây hợp lý. Ôi đi. Ui, có tên lửa luôn ạ. Ui, nó là nguyên cái... Dĩ như có cái đồ máy phun lửa luôn mà. Có nút. Có cả bazooka, nó đúng. Đây. Ok, chuẩn bị xong. Supply này. Ơi, cái này cũng dễ, lại chiêu rồi. Bắt đầu lên level 6 hình như là mới khó. 6 level 7. Ui. Đã mà khó. Rồi, cứ terminal to lock kìa. Kìa terminal. Bấm đi. Chỗ nào? Trời ơi, cái gì vậy? Cái này là cái gì? Dùng cái bảng điều khiển sao? À đây rồi. Ra rồi. Rồi đây là chạy tiếp rồi. Nó đang sạc, còn 2 bước nữa nè, 799 nè, còn 2 bước nữa. Không sao, không có quái đâu, mọi người bình tĩnh mà bắn đi. Đúng rồi, thoải mái, ăn uống đủ thứ. Nó đang bắn, nó đang ngạt. À, cột tiếp lên này lỏng thật. Không thể tin được. Khẩu máy đang cầm á? Hay khẩu ta đang cầm? Ừ. Khẩu ta đã... Úi xong rồi, khẩu máy sao xịn thế? Wow! Nhìn thấy chưa? Ba red đấy. Sao xịn? Mày bắn thử không? Cái đếm nhầm, Ôi! Trời ơi! Trời ơi! Trời ơi! Defog! Ok! Nó bắn rocket, nó bắn lửa. mọi người nhìn qua hướng nó nổ á. Nhưng mà lúc nãy đang tìm nút để vắt vũ khí đi để lấy cái súng của nó. Súng quay đâu rồi đó. Tao nhặt lại rồi. Ủa gì đấy? Ở sau nó nổ. Extraction đi cho xong nè. Tao chấm cho bản đồ chưa? Chuồn thôi, níu ơi. Phải ơi, Ben ơi. Ben ơi, xa và đái luôn á, Ben ơi, không đùa luôn á. Xa vãi trưởng luôn á. Đi nè. Đi thôi, đổ binh suy. Ôi ôi. Cú. Cua con bự.
mình nghiêng bắn có vẻ chuẩn hơn. Súng như bùi. Ok. Ai chết rồi? Vậy cứ cực con này phun cái chết á. Ôi. 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 Quang quang cú hết giấy, quang cú hết giấy. Chặt tí mà anh đâu hả? Con vào em ở đâu đi suy? Mẹ tao lo thân tao còn chưa xong, thề tao chạy như một con chó. Em chạy đây. Chạy đi mọi người ơi. Em phải đi, em phải đi, em phải đi thằng bầy ơi, đi luôn. Phải đi á, phải đi á. Mẹ mẹ nó rớt đầu anh luôn đó bầy. Rồi, em canh được, em canh được. Đi. Mẹ con đường đi cũng xa lắm ấy. Trái còn béo béo kìa. Ui, ui, lực thế. Ui. Hiếu hâm mộ chưa? Sao mày kêu nó qua đây thì mày, nó đang không làm gì mình mà. Nó chết rồi Hiếu. Rao, cho nó thêm một quân quà nữa. Nhưng mày lấy đâu ra khẩu súng này vậy? Hiếu hâm mộ bạn chưa? Hiếu thấy chưa? Chết hết rồi, không cần phải quà đâu. Chạy thôi mọi người ơi, chạy thôi, chạy thôi. Thì chạy thôi chứ bây giờ mà. Còn cái supply phía trước đây, trước đi. Chạy dịch tới cái đạn. Sắp tới chưa Ben ơi? Mẹ nó sắp tới anh ơi. Ồ, trước mặt kìa, trước mặt kìa. Thằng nào gọi supply đi mà không nhặt đây. Đâu em nhặt Ben ơi, Ben ơi, trước mặt mình cả đống luôn. Ui đi mẹ con to. Đừng hoảng hốt thầy Hiếu, có tao snipe ở đây. Ui. Con to nữa, con to nữa. Rồi ngon. Đợi mình sợ 30 lựu đạn vô cái. Hồi đóng hết vẫn còn ạ. Hết rồi, đi xuyên qua đây à? Ôi ơi, anh nó nổ vậy. Trời ơi, kêu bài xe bài xe. Nó gì? Anh ném được đạn cho kia mà. Trời ơi, kêu bài xe bài xe nè. Anh ném được đạn cho kia thật. Nếu được sao luôn. Đi thôi. Đi, chuẩn bị sao? À, vô vô đi, phó đi. Vô đi. Vô đi. Đạn rồi. Đi thôi, quá đông quá. Đi, đẩy vô, đẩy qua luôn, đẩy qua luôn đi. Sao đi đến sau nữa kìa. Reloading. Đẩy qua luôn á. À. Ai mít rụng rớt cái bịch vậy? Mấy cái trứng này là bắn vô là nó phì khí ra. Như nãy em nhảy vô cái trứng em chết rồi vậy. Chết mẹ. Gọi máy bay đi. Sắp tới rồi. Rồi gọi đi, sắp chết rồi, hết đạn rồi. Nhanh lên, thầy Onip sắp hỏi chơi game gì rồi đấy. Súng mới luôn, full đồ. Đi đây. Tới kìa, nó tới kìa. Ôi, đàn quân kìa. Đâu. Đúng. Ui. Tới rồi. Bên này sẽ níp cả mày. Bom. Ôi. Mà. Freedom. Phân phát democracy. Have a kingdom of your
Ui, thiệt. Hoành tráng quá, hoành tráng quá. Ây da, mọi người có con thấy không? Trời ơi. Còn cứng còn con to. Đấy rồi đó, nó lên tới rồi đó. Ủa, sao mọi người... Ây, bấm nhầm rồi. Ây, không. Ê, con con lưng kìa. Hiểu rồi, chơi. Ủa, hình như con bự chứ còn đang lên đó, con bự sao tới rồi ơi. Con bự lên. Trời ơi, nó đổi xuống lại rồi. Ê, cẩn thận, tao để tên lửa trên đấy, Ok. Rồi, chết rồi. Từ từ. Không sao, không sao, bọn tao default lại được. Rồi, quăng rồi, đang quăng nhanh nhất có thể rồi. Trời ơi, đồ bao quá, đồ ơi. Còn, tao đã bảo rồi mà, chúng mày đéo chịu tránh ra. Mày bảo lúc mà tao nổ hết chết mẹ của tao rồi. Mày nói gì, em thấy cái gì sáng sáng em chị. Tàu tới, đi lên luôn, lên luôn, không cần biết. À, ông quăng chết ba đứa luôn à. Tao nói rồi mà chúng mày không nghe. Tao nghe lúc mà sát tao đang trên trời khoảng 50 mét rồi. Dễ quá nhờ. Thì em bây giờ chứ. Cũng nó, hơi bình thường đó nè. Nó tăng thử thách lên tí nữa thì hay hơn. Chơi nhờ hơi nhạt. Vẫn còn hơi mềm, kêu vừa nhai lắm. Lúc đấy mình chơi cái đoạn đập bắn robot thì bị khó luôn, mình chưa biết chơi. Mình cứ lanh quanh, mình đã chưa làm nhiệm vụ. Ui sổ 8 bị tư. Ủa? Anh upgrade ship là được mở mấy cái súng phụ nữa. Ừ. Ui, 99 về 100%. Ui, chú ý 100% là đẹp rồi đó. Bọn mình là 100% luôn, bọn mình chiếm được rồi. Tất cả là công. Cái nhiệm vụ mình khó nhất cái đấy. Tại mấy con bò này nó bò gần mới đánh được mình. Đó, mà bây giờ còn mấy level đây, bây giờ mới có hot nè. Thôi không quá, chơi tiếp. Đi ăn đây chim. Ừ, mày đi đi. Không phải bị muộn đấy. Oh yeah. Challenging. 15 huy chương á? Gì vậy? Sao? Ủa? Mọi người vô cách xin không? Thằng hiểu ào. Hiểu ào mình phải về thuyền lại. Super Earth Control. Ui, tức là... Từ từ đã. Mình vừa được reward mẹ 15 huy chương á? Ờ, đúng rồi, em thấy 15 huy chương. Ui, em được 30 huy chương này. Ừ, tao được 24 huy chương này. Bú. Cái này lắp cái xúc điện không vậy?